Đây đâu ấy nhở? Anh Lý Đan đâu rồi? Anh ơi! Anh Lý Đan đi công tác Sài Gòn rồi. Thôi, trong thời gian anh Lý Đan bận, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ngôi sao mà mình vừa mới hái được mà mình tin chắc chắn rằng các bạn nữ sẽ đều thích ngôi sao này. Xin giới thiệu các bạn một cây vợt đến từ nhà VS, bản full book Star With. Như các bạn đã thấy, đây là một chiếc hộp bên trong khi mình đã unbox. Đầu tiên, nhân vật chính đó chính là cây vợt. Tiếp theo nó sẽ là một bộ cước BG65 màu tím, rất là mộng mơ luôn ạ. Kèm theo đó sẽ là ba chiếc cuốn cán VS màu trắng. Và không thể thiếu đó chính là túi đựng vợt khi mình đi đánh cầu. Về ngoại hình, nhà sản xuất cho 3 phiên bản màu khác nhau, nhưng hiện ở FB Shop đã có 2 phiên bản màu, đó là màu xanh hồng và màu trắng hồng. Nhìn tổng quan của cây vợt thì mình thấy đây là một cây vợt cực kỳ đẹp, như bước ra từ những bộ phim anime, với màu sắc chủ đạo là màu hồng với màu xanh galaxy, điểm thêm những họa tiết ngôi sao và bầu trời. Và một điều đặc biệt là vào buổi đêm thì cây vợt có thể phát sáng như một ngôi sao nổi bật trong đêm. Về thông số thì đây là một cây vợt mang trọng lượng 4U với điểm cân bằng là 295 cộng trừ 3 mm, với điểm swing là 84 kg/cm². Với thông số này thì sẽ phù hợp với các bạn có lối chơi công thủ toàn diện hơi thiên công, kết hợp với phần đũa dẻo sẽ hỗ trợ cho các bạn cổ tay có lực tay chưa khỏe. Về công nghệ của cây vợt này, công nghệ nanotech, công nghệ xử lý vật liệu làm khung và thân vợt, cung cấp sức mạnh và khả năng tấn công vượt trội, nâng cao độ bền và khả năng chịu va chạm của vợt. Và kèm theo đó là công nghệ Hexagon Frame, cấu trúc khung lửa trên phần lục giác cắt gió, giúp tăng tốc độ vung vợt và tăng tốc độ đập cầu, giúp cho những quả cầu đi nhanh hơn, mạnh hơn. Chỉ với 1.050.000 là các bạn đã có thể sở hữu ngay một set vợt Star With. Còn chần chừ gì nữa, các bạn nhanh chân tới FB Shop và các chi nhánh trên Hà Nội và Hồ Chí Minh để sở hữu em nó. FB Shop đồng hành cùng đam mê.